chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính. Mình là Lương Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang, cùng đến từ khối quản lý tài sản. Hôm nay thì mình và anh Quang sẽ cùng chia sẻ về câu chuyện của cặp vợ chồng từ Sài Gòn liều lĩnh mua căn nhà 6 tỷ và vay nợ ngân hàng 50% sau 3 năm mệt mỏi trả lãi đành phải giao bán căn nhà mà vẫn không bán được. Thì hai vợ chồng này, hai vợ chồng của chị Linh, thì mình sẽ chia sẻ câu chuyện của vợ chồng chị. Chị Linh thì làm kế toán trong một doanh nghiệp tư nhân, thì với lương cứng là 12 triệu, cộng thêm với tiền làm thêm ngoài là 10 triệu. Vậy là đều đặn mỗi tháng doanh thu của chị là 22 triệu. Ngoài ra thì chị Linh có chia sẻ đó là chồng chị có 4 năm buôn bán ở nước ngoài, chính vì vậy mà anh có để ra được một khoản vốn là 3 tỷ đồng. Đến năm 2018 thì anh Thanh về nước, chồng của chị tên là Thanh. Anh về nước thì vợ chồng anh chị không muốn để tiền quá lâu trong tài khoản ngân hàng, chính vì vậy mà muốn suy nghĩ đến kế hoạch đầu tư và quyết định là đầu tư vào nhà đất. Thông qua môi giới thì anh chị có mua một căn hộ 4 tầng và diện tích là 80m² ngay trước mặt đường của quận Tân Phú. Vị trí rất là thuận lợi để mở cửa hàng hay là showroom. Đặc biệt là căn nhà có hai mặt tiền, đằng sau là một ngõ nhỏ và ô tô có thể đi vào được. Giá của căn nhà tại thời điểm đó là 6,2 tỷ và trong khi hai vợ chồng mua thì chỉ có 3 tỷ đồng thôi. Chính vì vậy mà sau khi thấy căn nhà rất là đẹp và hai vợ chồng đều rất là ưng cái căn nhà này nên quyết định là sẽ mua. Đã trả giá lên xuống và chủ nhà quyết định bán, giảm cho 200 triệu và bán với giá là 6 tỷ đồng. Và hai người đã thế chấp sổ đỏ căn chung cư trị giá 2,7 tỷ đồng đang ở, rồi mượn thêm nhà của bố mẹ, vay nữa là đủ 3 tỷ và trả trong vòng 5 năm. Tính ra thì một tháng thì vợ chồng anh chị sẽ trả cả gốc lẫn lãi là rơi vào khoảng 71 triệu trên một tháng. Và khi mà nhận nhà thì anh chị đã cho thuê luôn lập tức và thời gian đầu tiên thì khá là thuận lợi. Tầng 1 và tầng 2 thì được cho thuê làm văn phòng với mỗi tháng là 35 triệu đồng. Và tầng 3, tầng 4 thì cho thuê 15 triệu trên một tháng. Vậy là mỗi tháng trừ đi 71 triệu tiền trả ngân hàng thì vợ chồng anh chị vẫn thu về được là 29 triệu. Cộng với khoản dư mỗi tháng mà hai vợ chồng tiết kiệm được nữa là 30 triệu nữa. Và cứ đà như vậy thì gia đình chị nghĩ là sẽ trả được ngân hàng trong vòng 5 năm là không đáng ngại, mà vài năm sau thì chắc chắn là căn nhà đó sẽ tăng lên. Và tuy nhiên thì bước sang đến năm thứ 2 thì việc làm ăn của vợ chồng chị thì càng lúc càng gặp khó khăn. Mấy tầng cho thuê thì đều lần lượt phải giảm giá xuống thì mới giữ chân được khách. Và tầng 1 và tầng 2 thì từ 35 triệu giảm xuống còn 20 triệu. Còn tầng 3 và tầng 4 thì khi dịch thì cũng để không. Vì vậy mà hàng tháng phải bù ra 31 triệu để trả ngân hàng, chưa kể với dịch vụ chi phí phát sinh mà anh chị phải chịu. Và coi như là khoản dư của vợ chồng anh chị được đồng nào đổ hết vào trả nợ. Và cứ như vậy thì với tình hình như vậy thì anh chị cảm thấy không khả quan và đã có suy nghĩ là đã bán căn nhà để trả nợ. Nhưng mà tuy nhiên thì đến lúc bán thì được trả giá rất là thấp, cao nhất cũng chỉ là 5,4 tỷ đồng. Và vợ chồng anh chị thì không muốn bán, xong thì cứ để như vậy. Và tầng 3, tầng 4 thì căn nhà cũng không có người thuê và để trống. Và lúc đó thì anh chị cảm thấy rất là đau đầu. Chồng chị còn nói là, tức là than thở là thà lúc trước mua căn nhà vừa túi tiền còn hơn, giờ thì mua căn nhà thì lại cảm thấy rất là khổ, tự nhiên mỗi tháng phải móc túi ra mấy chục triệu đồng để trả lãi ngân hàng. Tóm lại là với trường hợp của gia đình chị Linh thì khoản dư hàng tháng của vợ chồng chị là 30 triệu đồng. Tổng tiền trong tay mà anh chị có là 3 tỷ đồng và anh chị đã mua căn nhà đó với giá là 6 tỷ, vay ngân hàng là 3 tỷ, tức là 50%, 3 tỷ trong vòng 5 năm và mỗi tháng anh chị phải trả gốc lẫn lãi là 71 triệu đồng. Năm đầu tiên thì thu về và trả đi tiền ngân hàng thì vẫn dư ra là 29 triệu đồng. Nhưng mà đến năm thứ 2 thì phải bù ra 31 triệu và kèm theo là phụ phí và các khoản phát sinh. Như vậy thì anh chị đang rất là băn khoăn và đau đầu về vấn đề này. Chính vì vậy mà muốn hỏi các chuyên gia là anh chị nên làm gì bây giờ tại thời điểm này. Thì anh Quang có thể gia đình chị Linh có ý kiến ạ? Đầu tiên là cái cây của gia đình chị Linh ấy, là cái vấn đề nó nằm ở chỗ là mắc một cái lỗi trong đầu tư kinh doanh, đó là chúng ta bỏ hết trứng vào một giỏ, cụ thể là cái phương án đầu tư hết vào một cái dự án bất động sản, mà trong quá trình lập cái phương án đầu tư này là cũng đã tính toán không đủ kỹ, đúng không? Những cái dự toán là toàn theo kế hoạch tương đối là thuận lợi và khả quan thôi. Đã, ví dụ như là
cái với cái mức dòng tiền mà phải chi trả cho cái nợ vay từ một cái khoản tiền cũng tương đối lớn như này, vay đến 50%, 3 tỷ, thì nó dẫn đến là cái dòng tiền cố định phải chi hàng tháng nó quá cao, trong khi là cái nguồn thu thì nó lại không ổn định. Và như đã nói là lập dự toán ban đầu là có thể là không đủ kỹ rồi, nên là hơi màu hồng lúc đầu mà không tính toán đến cái phương án là khi mà thị trường nó có cái điều kiện nó không thuận lợi hơn thì nó sẽ ra sao. Đấy, thì nhà này là chưa có cái kế hoạch như vậy, thì quả nhiên là nó rơi vô cái tình trạng là đến năm thứ hai thì nó không được thuận lợi như thế về mặt chu kỳ nữa, thì nhà này là ngay lập tức gặp bất lợi là cái dòng tiền cân đối thu chi nó bị mất cân bằng. Đấy, và nếu mà cứ tiếp tục để tình trạng như này thì nó sẽ ăn vào cái vốn chủ tương đối lớn. Đấy, cho nên là như vậy là vấn đề của gia đình này là đầu tư sai nguyên tắc, tức là bỏ hết trúng vào gốc giả, và trong quá trình lập dự toán đầu tư là quá lạc quan, không đánh giá hết được tất cả những cái tình huống nó có thể xảy ra, cũng như là quản trị cái rủi ro của nó như vậy. Đấy, thế thì bây giờ cái phương án mà chúng ta có thể khắc phục như thế nào, thì thật ra là nhà này tình hình tài chính vẫn rất là tốt, không có vấn đề gì cả, đúng không? Chỉ là một cái sai lầm trong đầu tư thôi, thì bây giờ là sửa thôi. Thì cái phương án sửa, ví dụ nhà này cũng có nhà ở rồi, đúng không ạ? Và tính toán là bây giờ vẫn có cái dự án bất động sản này vẫn có thể bán được với giá tầm độ khoảng 5 tỷ tư, mặc dù là nó không được như là cái giá ban đầu, nhưng mà như thế thì còn hơn không, đúng không? Tức là phương án bây giờ phải ưu tiên làm sao mà chúng ta chặn được cái dòng tiền nó hụt hàng tháng đã, như thế nó sẽ ăn dần vào vốn chủ. Đấy, như vậy là có lẽ phải cân nhắc bán cái dự án bất động sản này, thu về 5 tỷ tư thì chúng ta trả gốc của ngân hàng, đúng không ạ? Thì ban đầu vay 3 tỷ mà chắc là cũng đã trả bớt một phần gốc rồi, thì còn lại bao nhiêu thì chúng ta trả. Ví dụ cứ cho là nợ gốc vẫn còn 3 tỷ đi, đúng không? Thế thì như vậy là trừ đi trừ lại thì vẫn còn được 2 tỷ tư. Đấy, thì 2 tỷ tư thì lúc đó chúng ta vẫn còn nhà ở mà, thì lại lập phương án về kế hoạch tài chính đầy đủ, đúng không? Kế hoạch đầu tư. Bây giờ rút kinh nghiệm phải làm lại kế hoạch bài bản, để trong đó là coi thử là đã có quỹ dự phòng thanh toán nhanh chưa, bảo hiểm đầy đủ chưa, các loại chưa, có kế hoạch hưu trí chưa, đúng không ạ? Thế phần còn dư dư lại cái dòng tiền trên đó thì chúng ta có thể cân nhắc đầu tư theo mục tiêu, và lúc đó phải có kế hoạch rõ ràng là chúng ta đầu tư vì mục tiêu gì, trong bao lâu, xác định được cái mức độ chịu đựng rủi ro của gia đình này, từ đó bắt đầu mình sẽ có mức độ phân bổ hợp lý, bao nhiêu thì có thể là vào cổ phiếu hay chứng chỉ quỹ cổ phiếu, hay bao nhiêu vào trái phiếu, và còn lại bao nhiêu có thể vào bất động sản chẳng hạn. Nếu mà chúng ta có cái phân bổ tài sản hợp lý như vậy, phù hợp với cái điều kiện của gia đình này, thì là nó chắc chắn nó sẽ quản lý được cái rủi ro, và nó không xảy ra cái tình trạng như là cái trường hợp đã xảy ra với gia đình như này. Vậy là cái trường hợp của gia đình chị Linh là chị đang mắc vào cái, tức là đầu tư, đây là cái kênh này có thể nói là chị đang đầu tư vào bất động sản để tăng thu nhập, nhưng mà tuy nhiên thì chắc là do những cái dự toán của chị chưa lường trước được hết, chính vì vậy mà xảy ra trường hợp khá là xấu. Vậy thì với trường hợp của chị Linh thì anh Quang có nói là có thể là bán cái căn nhà đó đi, trả nợ thì vẫn còn một khoản tiền để có thể đem đi đầu tư để tăng khả năng thu nhập. Chứ còn nếu như mà chị để thì mỗi năm chị phải bù ra một khoản 31 triệu một tháng, thì tức là một năm cũng rơi vào khoảng 400 triệu rồi. Chính vì vậy mà khi chị bán đi còn khoảng 2 tỷ tư, đúng không? Coi như trả 3 tỷ, còn 2 tỷ tư thì chị đầu tư với lợi nhuận là 10% một năm thì vẫn tăng được thêm cái khoản thu nhập cho gia đình mình. Vậy thì sau cái trường hợp của chị Linh thì có thể rút ra được bài học gì anh Quang? Bài học số 1 là nhất định không được bỏ trứng và hết một giỏ. Và thứ hai là khi lập các phương án kinh doanh đầu tư là chúng ta phải làm nghiên cứu thật là kỹ về mặt thị trường, rồi các cái tình huống nó có thể xảy ra. Khi nó xảy ra kịch bản mà không được như ý thì phương án dự phòng là như nào, phải đều rất là rõ ràng như vậy. Và trên hết là cần phải hướng tới cái việc là xây dựng sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư, trong đó là xuất phát từ cái việc là chúng ta phải có một cái kế hoạch đầy đủ về tài chính, trong đó có các bước và như là xác lập mục tiêu, rồi cân bằng thu chi như nào, xem xét tức là cái cơ cấu tài sản nợ ra sao, đã có các loại tài sản cơ bản chưa, ví dụ như là tài sản về dự phòng này, đúng không, về bảo hiểm này, rồi tài sản hưu trí này, rồi các loại tài sản khác đầu tư theo mục tiêu ra sao, và đầu tư phải có kế hoạch đầy đủ, thì và chúng ta phải có phân bổ tài sản phù hợp với cái thời gian cũng như là cái mức chịu đựng rủi ro của mình, thì lúc đó mình sẽ không còn bị cái trường hợp như này nữa. Như vậy thì từ câu chuyện của gia đình chị Linh và anh Quang có chia sẻ, đó là thì chúng ta có thể thấy là trước khi mà đầu tư một khoản tiền rất là lớn vào kinh doanh bất động sản thì chúng ta cần phải cân nhắc rất là kỹ, hay là chúng ta không nên bỏ trứng vào một giỏ mà hãy phân bổ sao cho hợp lý để quản trị được cái rủi ro.
và chúng ta phải lường trước được. Nếu như mà thuận lợi thì nó sẽ không sao, nhưng mà nếu như mà xảy ra không theo ý, không theo những gì mà mình nhìn theo hướng tốt, thì phương án để mình có thể xử lý là như thế nào. Và có một cái nữa mà anh Quảng có nhắc đến rất là quan trọng, đó là cần phải có kế hoạch tài chính cho chính mình để xây dựng được sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.